Trong chương trình văn nghệ hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại nhà hàng Majesty ngay góc đường Euclid và đường Ganger thuộc thành phố Santa Ana. Ngày hôm nay thì đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang tổ chức một cái chương trình văn nghệ cổ nhạc cải lương được mang tên là Mùa Xuân Hội Ngộ, với sự tham dự của rất là nhiều bà con đồng hương, những khán thính giả, những người phải nói là mô điệu nghệ thuật cải lương này, mà chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi một số những cái trích đoạn trong cái chương trình ngày hôm nay, cũng như là cùng gặp gỡ những nghệ sĩ tham gia vào cái chương trình Mùa Xuân Hội Ngộ. Chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân bắt đầu tại nhà hàng Majesty trong ngày hôm nay, thì chúng tôi thấy có sự hiện diện của chị Mai Trân cũng như là nghệ sĩ Lê Tính và tất cả các anh chị em nghệ sĩ để chuẩn bị cho show diễn. Đầu tiên thì Phạm Khanh xin hỏi chị Mai Trân về cái chương trình đặc biệt tối hôm nay thưa chị. Kính thưa quý vị khán giả của đoàn nghệ thuật sân khấu Văn Lang của Đài Lý Đồ Sài Gòn TV, và kính thưa quý vị, hôm nay nhân cái mùa đầu năm của Tân Niên thì chúng tôi có tổ chức một cái show gọi là Mùa Xuân Hội Ngộ, và chúng tôi cùng với tất cả các anh em nghệ sĩ ở đây và khán giả, thứ nhất là để chào đón Tân Niên cùng quý vị và chúc tất cả quý vị có một đầu năm được an khang thịnh vượng và an lành trong cuộc sống, cũng như nhiều sức khỏe để luôn luôn ủng hộ chúng tôi trong cái công cuộc bảo tồn văn hóa và nghệ thuật của sân khấu cải lương. Thưa quý vị, nói về vấn đề chương trình chi tiết các cái tiết mục văn nghệ tối đêm nay thì có lẽ là nghệ sĩ Nghệ Lê Tính là người sẽ rất là rành. Bây giờ thì nghệ sĩ Lê Tính có thể cho biết rằng tối đêm nay có những cái chương trình phải là tiết mục văn nghệ đặc sắc nào thưa anh? Người mà càng rành nó thì lại càng khổ và càng cực. Sáng giờ có nói chung là Tính có mặt tại đây và quay quắt với cái sân khấu này từ trang trí cùng với Liêm Thăng và cho tới khi làm chương trình với chị Mai Trân mấy ngày qua, thì trong chương trình rất là nhiều trích đoạn cải lương rất là đặc sắc với sự góp mặt của rất là nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đặc biệt lần này chúng tôi hân hoan chào đón hai nghệ sĩ đã lâu rồi không có xuất hiện ở miền Nam Cali, đó là nam nghệ sĩ Linh Tuấn và nữ nghệ sĩ Thanh Huyền. Anh chị em rất là vui mà làm như là có cái hơi của anh chị á, thường á thì làm khoảng 15 bàn mà ngày hôm nay lên được 18-19 bàn, thì hy vọng lần sau lên được khoảng 28 bàn. Wow, phải nói vì đầu xuân mới mà chúng tôi thấy là khán giả đến đông như vậy thì là phải nói là vui quá. Nói năng lừa
Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ Linh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Huyền. Dạ, cảm ơn anh Phạm Khanh rất là nhiều. Và hôm nay thật sự Linh Tuấn rất là cảm động, rất là hân hạnh được chị được tham gia trong chương trình Mùa Xuân Hội Ngộ. Và trong cái đầu năm mà được một chương trình cải lương với một số khán giả cũng khoảng 20 bàn. Như vậy là cuộc cải lương mình bây giờ thấy cũng hơi khởi sắc. Và trên đây là Mai Chân, là người đã rất là khổ sở trong vấn đề cải lương khi mà Linh Tuấn đã 10 năm rồi không xuất hiện ở tại vùng Nam Cali này. Bởi công việc làm ăn của Linh Tuấn thì Linh Tuấn cũng đi làm ăn xa, cho nên hôm nay sau khi xong công việc của mình, Linh Tuấn quay về lại Nam Cali thì quyết định cùng với những anh em trên sân khấu, cùng với Lê Tính, cùng với lại tất cả Mai Chân, tất cả những anh em nghệ thuật cải lương sẽ làm những cái chương trình để sưởi ấm lại những người yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương của hải ngoại chung và riêng Nam Cali, của những người khán giả của Linh Tuấn, Thanh Huyền, Lê Tính, rồi Quỳnh Hoa, rồi còn nhiều lắm, Ngân Linh ha. Rồi một sân khấu tin rằng đây là một chương trình tổng hợp, quý vị vừa coi hồ quảng, vừa những cái đoạn xã hội và những cái chương trình hài tân cổ. Quý vị khi đến một chương trình mà của chị Mai Chân tổ chức, của đoàn sân khấu Văn Lan tổ chức, thì quý vị sẽ y như một món ăn đủ thứ loại hình thức nghệ thuật. Thì quý vị tin rằng nghệ thuật cải lương sẽ sống lại từ đây, và quý vị sẽ có một cái nơi, quý vị tin rằng trong vòng 2 tháng quý vị có 55 đồng một vé hay 45 đồng một vé mà tới có ăn uống được, có vui. Quý vị là con, quý vị nên mua những cái vé để cho ba má của mình, để cho ông bà của mình đến, để mà có sự ấm trong tâm hồn trong những ngày sống ở hải ngoại này. Vì bộ môn cải lương nghệ thuật, bộ môn cải lương Việt Nam là bộ môn là nói về văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam còn là cải lương sẽ còn sống mãi. Nghệ sĩ Thanh Huyền có thể cho một vài suy nghĩ của chị khi mà tham gia vào cái chương trình tối đêm nay. Dạ, Thanh Huyền xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Lý từ Sài Gòn. Và Thanh Huyền rất là hân hạnh được tham gia cái chương trình này. Và cũng nhân dịp này Thanh Huyền cũng xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị khán giả của đài Lido Sài Gòn TV. Và đây là lần thứ hai Quỳnh Hoa được tham gia trong chương trình của Cổ Nhạc Văn Lang Mùa Xuân Hội Ngộ. Và để đầu xuân, Quỳnh Hoa cũng xin kính chúc toàn thể quý vị khán giả một năm mới được tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạ. Yeah.